Và giới thiệu với cả nhà. Cả nhà thấy một cái cửa hàng Food To Go không? Fresh Tofu không? Tofu ở đây, đậu hũ ở đây làm rất là ngon. Và bây giờ chúng ta thử vào xem là hôm nay hai cô sẽ ăn món gì nhé. Xem có món gì này. Hôm nay có bún riêu, canh bún, bún mộc, bánh canh giò heo, bún bò, bún mắm, bún đậu, mắm tôm. Ngày hôm nay hai cô sẽ ăn canh bún. Sữa đậu nành, bánh cuốn nóng, chả lụa, bánh tiêu. Rất là nhiều thứ hay ho trong này. Fresh Tofu ở trong chợ Mỹ Thành nha cả nhà. Có rất là nhiều món ăn Việt Nam ở đây. Cá chiên, bánh cam, bánh tiêu, gỏi cuốn, bánh bột lọc. Cả nhà thấy tô canh chua thấy ngon không? Rất là hấp dẫn, canh chua cá khô tổ. Wow, look very good. Quán này nhỏ nhỏ thôi mà thấy rất là đông khách. Và có rất là nhiều món ăn ở đây. Và thấy họ nấu cá kho, canh chua, cá bông lau. Rất nhiều món ăn Việt Nam nhìn có vẻ rất là ngon. Đây xem họ có những món gì nhé. Trong hình họ có này: bún mộc, bún bò giò heo, bánh canh chả cá, bún bò xả, bánh cuốn, bánh ướt. Quá nhiều món hấp dẫn luôn. Cá của mẹ mình đây, bún cá tươi. Mẹ mình không ăn thịt cho nên là bún cá thử cá là ok. Còn đây canh bún. Và không thiếu cái này cũng như là mắm ruốc, mắm tôm gì đấy, rau muống. Và một ly nước mía. Lâu lắm rồi uống nước mía. 5 đồng. Ăn canh bún uống nước mía. Đậu hũ đây họ làm ngon lắm. Hà Kỳ cũng mua một vỉ về, đậu hũ họ làm rất ngon, rất mềm và ngon nhé. Rồi mời cả nhà ăn trưa với mình nha. Rất là nhiều món ăn thuần Việt ở đây. Và đậu hũ họ làm rất ngon nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video.